bị béo hả, bị không cho hả? Này nhiều rồi nha, nhiều mà 2 cân này thoải mái, nhiều 2 cân rồi một son ăn ngày mai. Để không ngon ngán nữa chứ hả? Ăn ngày ngán đây vừa 20 nhưng mà cái này ấy no. cho tí gấp vào nó đau đỏ. Ồ, hồi nãy nếp bên đó không dẹo ha, bên đấy cho tí gấp vào à, thì cho ăn chưa, cho rồi. Ăn chưa, đâu kịp cơm cho ăn chưa. Nhà đàn thì ghế xe lông thì mẹ tùy ha. Ủa cái tí rượu mới say á. Mày nhìn bộ ấy chưa? Rồi. Lên ngồi đấy bộ. Lên ngồi có lính rồi tờ. Cái gì nhà này đàn đó. Hỏi cái vụ kia làm xong chưa? Lính tâu đâu quá. Bà đấy, bà đấy là gì ruột tớ đấy. À, gì hả? Em mẹ ạ. Dì hai đàn á. Một đàn ruột, một đàn chồng. Nhưng mà chẳng bao giờ dám gọi chị đâu. À. Phải gọi lên mình chứ. Gì bên 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 phía chồng mình gọi bên phía chồng, bên chồng thì chỉ gọi là chú gì thôi, à anh chị thôi à, nhưng mà đâu có gọi vậy à, mình gọi bên phía mình gọi bên mình. Nhà mình họ cho mình kệ à. Dạ đúng rồi, gần gần như hai đàn hai người gọi còn báo còn gì còn đây con chú con bác đường hai chiều luôn á. Ừ. Khó tránh nái cái này cũng vướng, nái cái này đường hai chiều mà đi đường hai chiều á, chứ một chiều đi cái tung mà xe cổ chạy cái tung. Em của em nào còn nhanh bằng mấy chị. Siêu chưa? Ở đây thợ đó. À, bữa cô Hưng cho số. Mình gọi. Anh Lan gọi mà mình gọi mình cái ủa. Chị có phải chị Lan không? Anh dùng cái đó đấy. À là lúc đó gọi anh Lan. Cái đó là số, cái đó là vợ. Anh nói là vợ. À mình biết. Vợ yêu. Yêu rồi giờ này. Anh. Dạ. Chú nó tên Tuấn rồi. Đang làm đó. Cái sân bay xong là bắt đầu là nó gần hoàn thành. Nếu mà sân bay đã gần xong là thằng đấy nó gần hoàn thành luôn. Bao giờ sân bay xong người ta đi vào thì ta đi thôi. Đó, đáp chung là đáp ngay chỗ khu du lịch luôn. Vậy mà chỗ nhà ra sân bay có sao? Hàng mấy cây à? Bao nhiêu? 22 cây. Úi dồi, hàng 2.